Nếu các bạn có nhu cầu đặt các gói vật phẩm trong Black Together, các bạn hãy đến với minsabin.com. Đây là một nơi hội tụ đầy đủ tất cả các gói nội thất của Trigram Black Together, mà giá lại cực kỳ rẻ và uy tín. Gói nội thất khủng long hiện tại trong trang có giá là 499.000 đồng, tương đương rằng 500.000 đồng. Khi các bạn nạp trên trang chủ minsabin.com, các bạn chỉ cần thanh toán gói nội thất với mức giá là 400.000 đồng, chúng ta tiết kiệm được 100.000 đồng. Đây là một trang nạp tất cả các vật phẩm của Black Together cực kỳ an toàn, do đó nick game của các bạn sẽ cực kỳ an toàn khi các bạn nạp từ minsabin.com. Địa chỉ của trang web mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này và ghi ở dưới phần bình luận. Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào minsabin.com để nạp các gói vật phẩm với mức giá cực kỳ ưu đãi. Còn buồn nào buồn hơn khi em vừa tuổi học là em đi lấy chồng. Cô bác ơi, có ai thương lòng cho kẻ tập quyền này xin dài cây vàng để kiếm sống qua ngày không mới bị gậy bỏ. Cô bác ơi, còn khổ lắm cô bác ơi, tôi đang lang thang tại cái thành phố La Ra này nè cô bác. Cô bác nào thương tình cho tôi xin vài chục ngàn hoặc là vài cây vàng để sáng được ăn cơm sườn, chưa ăn hủ tiếu tối ăn phở. Khổ lắm cô bác ơi, một ngày phải nằm lăn nằm lết như thế này, đi dạo khắp bên La Ra mà không có di chuyển được như người bình thường. Cuộc đời của tôi bất hạnh lắm rồi, do đó cô bác nào thương tình thì hãy gom góp cho em vài chục cây vàng để em xài nha cô bác ơi. Thôi bây giờ em sẽ đi nhận nhiệm vụ tại thiên thần địa ngục nha, tại vì cuộc đời của em đã quá là bất hạnh rồi, do đó chỉ có thần địa ngục mới giải quyết em được cái vấn đề này thôi. Em sẽ lại em lãnh với cái nhiệm vụ của ông thần địa ngục giao để em kiếm cái su tim, em kiếm cái phần quà để em mua một cái căn nhà nha cô bác. À mà quên cô bác ơi, bà con nhớ chú ý là hiện tại là cái nhiệm vụ của ông thần địa ngục, chúng ta chỉ còn có một ngày là chỉ nhận được có một nhiệm vụ duy nhất thôi nha các bạn, chứ không phải là như lúc cập nhật nha. Như lúc cập nhật thì một ngày chúng ta nhận đến là hình như là 4 cái nhiệm vụ từ cái ông thần địa ngục với ông thần tình yêu, nhưng sau khi cập nhật thì hiện tại chúng ta chỉ còn thực hiện được một cái nhiệm vụ duy nhất trong ngày tại hai cái khứa, đó chính là khứa thần tình yêu vừa mập vừa xấu. Hình như mình cảm thấy là tạo hình nó hơi bị sai sai các bạn, cái khứa thần tình yêu thì vừa mập vừa đen vừa hôi vừa xấu, còn cái khứa thần địa ngục thì rất là đẹp trai luôn các bạn. Và sau đây là cái nhiệm vụ tìm kẹo nha các bạn ơi, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái nhiệm vụ này luôn nha. Yo 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 bà con ơi, chánh đường bà con ơi, chánh đường cho kẻ ăn xin này đi làm nhiệm vụ kiếm tiền uống trà đá và ăn tâm sườn mà bà con ơi. Nhiệm vụ tìm kẹo này các bạn vào trong cái khu vực canteen giúp mình. Sau đó các bạn tìm đến một cái nhân viên bán hàng, đó là cái chị bán kẹo trang trải ở chỗ mà đang đốt cái lửa trại các bạn. Đây các bạn làm theo như video là được các bạn. Vô 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 nè, ba bán kẹo không kẹo không, ba bán kẹo bán thôi cây kẹo, bán thôi cây kẹo, ba bán thôi cây kẹo, tôi làm nhiệm vụ các bạn ơi. Được rồi rồi rồi, tới chỗ, tới rồi, tới luôn rồi, tới luôn. Chị bán giao cây kẹo rồi các bạn. Ở đây là chị mới có trang trải, có bán các loại kẹo cần thiết, đây là cái loại kẹo mình cần mua nha. Và mình lưu ý là các bạn mua một lần là 4-5 cây kẹo đi các bạn, để khi mà các bạn thực hiện những cái nhiệm vụ của những cái ngày tiếp theo á, chúng ta đỡ tốn tiền, chúng ta vô cơm bên để chúng ta mua các bạn. Hoặc là bạn nào không muốn mua kẹo tan chảy tại cái chị bán kẹo này thì các bạn có thể đến cái khu vực thác nước á, kẹo tan chảy nó cũng có nằm ở tại cái khu vực đó luôn. Rồi sau khi mà chúng ta có kẹo tan chảy rồi, bây giờ mình sẽ tìm đến khứa thần thiên ngục để mình trả cái nhiệm vụ và mình đỡ lấy cái su tim nha. He he he. Khổ quá các bạn ơi, cái bụi đời là nó như vậy đó các bạn, cơ nhở như kẻ không nhà vậy đó các bạn. Khổ lắm, khổ lắm. Do đó thì các bạn có xem cái clip này, các bạn nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ nhấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn ơi. Đó, do không được ăn uống đầy đủ, phơi nắng dầm sương á, nên da của mình hơi bị đen các bạn. Cái tài sản của mình là chỉ còn có một cái chiếc xe đẩy để mình đi ăn uống hàng ngày thôi các bạn, để mình đi xin tiền kiếm sống hàng ngày thôi, với một cái bóng lá rất là rách rưới ha. Mình đen thôi như vậy đó, mình không có bạn bè đâu các bạn. Hàng ngày là mình phải sống nhờ dẫm vào những cái việc làm thuê đó, mà các bạn thấy đi, công việc làm thuê của một kẻ tật nguyền nó đâu có dễ đâu không. Lên giấc lại, lên giấc thầy, ôi tật, ôi tật, ôi tật. Ôi, chảy cho mày sườn luôn các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ trả cái nhiệm vụ cho ông thần tình yêu nha. Đây, 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 ông ăn cái lời cho bản hậu luôn đi. Đó, thần tình yêu chỉ đâu có một chỗ thôi, xa chúng mình á, đi tìm cái này, tìm cái kia, mua cái này, mua cái kia cho ông ăn trà đá, nước ngọt, kẹo này, kia các kiểu ha. Rồi, sau khi đã nhận cái nhiệm vụ cũng như là trả cái nhiệm vụ thành công rồi ấy các bạn,
Tiếp theo đó là mình sẽ đổi lấy cái sưu tem để mình tìm kiếm cái hộp quà đầu tiên trong cái sự kiện là lễ tình nhân nha các bạn. Không biết hôm nay cái hộp quà đầu tiên sẽ là cái gì đây các bạn ơi. Mình chỉ còn có một chút nữa thôi là mình sẽ mở được cái hộp quà đầu tiên rồi nha. Rất là hạt. Mình sẽ mua cái gì đây? Mình sẽ mua một cái tấm thảm. Mới lên được có một nhí là vẫn chưa đủ các bạn. Vậy là phải đi làm cái nhiệm vụ tiếp tục rồi các bạn ơi. Phải đi kiếm cái nhiệm vụ tiếp tục thôi. Và một cái NPC mà có thể giao cho chúng ta cái nhiệm vụ đó chính là bắt gấu đứng tại cái khu Dubai. Một giờ khi các bạn đến tại cái khu vực này thì bắt gấu sẽ giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ bất kỳ. Lưu ý nha các bạn, một cái NPC chỉ giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ bất kỳ thôi ha. Ngoài bắt gấu ra còn có rụt rè nè, các bạn có thể là tìm rụt rè nha. Rồi tìm chú cứu hộ ở bãi biển. Và như là nhiệm vụ của chú cứu hộ ở bãi biển á, hiện tại đang bị lỗi, do đó mình không có thực hiện được nha. Rồi cái nhiệm vụ của bác gấu giao cho mình hôm nay đó chính là tìm một cái bánh muffin gì các bạn, và giao cho một cái khứa bán cà phê ở cái bãi biển ở trong Malaysia. Và hiện tại mình đã có chế tạo cái bánh này sẵn ở trong cái ba lô rồi, do đó mình sẽ không có thực hiện nữa. Bạn nào chưa biết cách để chế tạo cái bánh này có thể xem lại cái clip trước ở trên kênh YouTube của mình, đã có hướng dẫn full tất cả các nhiệm vụ cho các bạn luôn nha. Do đó các bạn tìm mà các bạn xem lại nha. Các bạn lưu ý là hiện tại là game nó đang bị lỗi rất là nhiều luôn các bạn. Có một số ạch game khi chúng ta vô game chúng ta không thấy được cái nhiệm vụ của cái lễ tình nhân luôn các bạn. Và nhà phát hành cũng đã biết được cái vấn đề này rồi các bạn ơi, và cũng đã đang trong cái quá trình khắc phục ha. Và mình không biết là khắc phục đến khi nào các bạn. Mình không biết là có cái sự đền bù nào cho những cái người chơi đó hay không các bạn. Nếu mà không có thì mình cảm thấy là rất là tội nghiệp những cái người chơi mà không thể thực hiện được cái những cái nhiệm vụ sự kiện các bạn. Hoặc là nếu mà họ thực hiện được những cái nhiệm vụ sự kiện mà họ thực hiện sau chúng ta thì họ sẽ không kịp thời gian để nhận những cái phần thưởng ở trong cái chuỗi sự kiện lễ tình nhân các bạn. Mình mong là nhà phát hành sẽ có một cái câu trả lời thỏa đáng cho chúng ta nha. Còn hơn nữa, với lại có một cái nhiệm vụ nữa đó chính là cái nhiệm vụ sao bánh pizza nó đang bị lỗi các bạn. Cách để các bạn khắc phục cái nhiệm vụ lỗi sao bánh pizza, mình ví dụ khi các bạn lại nhận cái nhiệm vụ mà sao bánh pizza từ Papamino á, thì Papamino sẽ kêu các bạn giao bánh pizza cho một người bất kỳ. Thì khi các bạn di chuyển lại cái người đó nhưng mà người đó lại không có nhận cái bánh pizza của các bạn đúng không, thì lúc này các bạn cứ tìm đến đưa cho cái ông cảnh sát trưởng đang đi vòng vòng ở chỗ cái khu Laza các bạn, vậy là được nha. Ôi trời, mình đã đủ cái phần thưởng rồi đó các bạn, mà mình vẫn không mở được cái hộp. Ô là trời chi vậy trời. Để mình xem thêm một cái quảng cáo nữa xem coi sao như thế nào nha, để coi mình có mở được cái phần thưởng hay không nha các bạn. Rõ ràng là mình đã đủ rồi mà các bạn, mình đã đủ cái móc để mình mở được cái hộp quà đầu tiên rồi mà. À bây giờ mình sẽ mua thêm một cái nữa nha, đó chính là giải hoa tim. Rồi ok, hộp quà đầu tiên là gì đây? Rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Hoa sự kiện thường. Wow, năm viên đá quý. Tím rất là hiếm, cái này là cái bản thêm đặt ở trước cái ngôi nhà của chúng ta nha. Một lát nữa mình sẽ lắp đặt chơi cho các bạn xem nha. Cái này là chắc là cái khối gì đây? Ồ, cái khối tình yêu, mình không thích những cái khối như thế này các bạn. Còn cái này là những cái vách ngăn rồi, những vách ngăn đúng rồi. Vách ngăn thêm màu đỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển khai lưng cho nóng nha các bạn. Mình sẽ di chuyển về trong cái khu vực ngôi nhà thân yêu bé bỏng của mình. Ngôi nhà của một kẻ ăn xin nghèo hèn các bạn. Hiện tại mình đâu có nhà đâu bạn, mình đâu có nhà tường giống như các bạn đâu. Mình hiện tại là mình đang sống tạm bợ trong một cái container của một cái người nào đó nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thay cái bản tên này các bạn. Cái bản tên nhà của mình hồi nãy mình vừa nhận được là đây, cái bản tên hình trái tim nè. Bây giờ mình sẽ lắp đặt vô luôn nè. Tim trang bị luôn bạn ơi. Lụm hàng này nè các bạn. Đó, thấy rất là ok nhưng hàng giàu vẫn thấy hơi sai sai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đầu tư thêm một cái số đá quý các bạn, đó chính là 50-40 đá quý để mình thay đổi cái hàng giàu nha. Mình sẽ vứt luôn cái hàng rồng màu trắng nha các bạn. Các bạn kêu mình mở tiệc đi, anh mở tiệc đi. Sao mà mở tiệc được các bạn? Hiện tại căn nhà của mình đang là 6 tệ luôn. Căn nhà của kẻ ăn xin mà có gì đâu mà mở tiệc được. Các bạn vô các bạn cười mình chết là sao đúng không? Wow, cái hàng rồng cuối cùng nó mua hàng rồng màu trắng. Trời ơi, nó đẹp luôn cả các bạn ơi. Đẹp tuyệt quá luôn các bạn ơi. Đây là thành quả đầu tiên của một ngày làm nhiệm vụ của kẻ ăn xin nha. Rồi, nên xem clip của mình đến đây là hết rồi ha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.